đi làm vất vả không ai thấy. Bước ra khỏi cửa vạn người soi, chỉ được cái hỏi tôi làm bao nhiêu một tháng, chỉ được mấy người hỏi tôi làm có cực hay là không. Lại đây tôi kết người nghe chuyện đời công nhân, ôi thật mệt mỏi. Chiều chiều tan ca sáng sớm đi làm, nhiều lúc mệt lắm nhưng không dám than phiền vì kiếm thêm chút tiền tăng ca. Buồn thì buồn nhưng mà rất vui, vui là khi có anh em đồng nghiệp chia sẻ. Nào là bạn bè, nào là anh em, nào là cô chú bác gần xa, mình cùng tụ họp về đây làm kiếp sống tha phương. Ai cũng từng trải qua kiếp sống làm thuê, nhiều lúc nặng nhẹ bên tai buồn lắm nhưng cũng đành chấp nhận mà thôi. Vì mình là người làm thuê đâu dám cãi lời ai, chỉ mong sao ngày lại ngày trôi qua, ta làm thêm chút tiền lương gửi về cha mẹ già. Đàn em thơ đang tuổi học hành để bát canh giữ cả tô mì gói, rất vui, vui là khi có anh em đồng nghiệp chia sẻ. Nào là bạn bè, nào là anh em, nào là cô chú bác gần xa, mình cùng tụ họp về đây làm kiếp sống tha phương. Ai cũng từng trải qua kiếp sống làm thuê, nhiều lúc nặng nhẹ bên tai ôi buồn lắm nhưng cũng đành chấp nhận mà thôi. Vì mình là người làm thuê đâu dám cãi lời ai, chỉ mong sao ngày lại ngày trôi qua, ta làm thêm chút tiền lương gửi về cha mẹ già. Đàn em thơ đang tuổi học hành để bát canh giữ cả tô mì gói, cũng hạnh phúc làm thuê. Mình cùng tụ họp về đây làm kiếp sống tha phương. Ai cũng từng trải qua kiếp sống làm thuê, nhiều lúc nặng nhẹ bên tai ôi buồn lắm nhưng cũng đành chấp nhận mà thôi. Chỉ mong sao ngày lại ngày trôi qua, ta làm thêm chút tiền lương gửi về cha mẹ già. Đàn em thơ đang tuổi học hành để bát canh giữ cả tô mì gói, cũng hạnh phúc lắm rồi người làm thuê, cũng hạnh phúc lắm rồi người làm thuê.